Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay Minh Thúy cùng anh Võ Thành Nhân có một buổi nói chuyện về ngành truyền thông tại hải ngoại. Xin chào anh Võ Thành Nhân. Trước hết xin được kính chào chị Minh Thúy và xin được chào tất cả quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Dạ, thưa anh có nhận định gì về ngành truyền thông của chúng ta tại hải ngoại? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là sau khi mà chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ thì chúng ta có ngay những cái tờ báo để mà cung cấp những cái tin tức cho cộng đồng của người Việt chúng ta. Tính từ đó cho đến ngày hôm nay thì chúng ta trải qua 37 năm. Thì chúng ta đã có được một cái hệ thống truyền thông, có lẽ chúng tôi nghĩ rằng quy mô hơn. Chúng ta có những cái chương trình mà có thể là có những cái tin tức là người Việt chúng ta có thể biết được ngay. Và chúng ta có những nhiều đài truyền hình 24/24, 7 ngày một tuần. Và chúng ta có cả một cái hệ thống mạng lưới về satellite và cable TV. Đặc biệt là sau khi mà vấn đề truyền thông nó đến một giai đoạn nó ổn định về vấn đề đưa những cái hệ thống internet vào nhà, thì hiện nay vấn đề truyền thông còn đi qua mạng lưới internet. Do đó nên chúng ta nhìn chung lại thì chúng ta sống ở trong một cái đất nước tự do, chúng ta có một cái đời sống sinh hoạt rất là phong phú, thì bên cạnh đó sự phát triển của nền truyền thông đã cung cấp được rất nhiều tin tức hữu ích và cung cấp được rất nhiều tin tức mà chúng tôi gọi là cập nhật để mà đời sống của chúng ta mỗi ngày một phong phú hơn. Dạ thưa chị. Dạ thưa anh, ngành truyền thông như vậy có ảnh hưởng như thế nào về văn hóa, xã hội và giáo dục của chúng ta? Trước hết thì chúng ta nói về vấn đề giáo dục trước. Nếu mà chúng ta phát triển ngành truyền thông và con em của chúng ta theo học những cái ngành về vấn đề truyền thông, thì trong một trong những kỹ năng của vấn đề truyền thông thì chúng tôi ghi nhận được rằng đó là những người đi làm truyền thông thì thường thường họ phải có những cái kiến thức đi làm research, đi tìm hiểu data, tức là kiếm những cái dữ kiện mà quan trọng. Do đó nên khi mà chúng ta giao trọng trách cho một người đi làm truyền thông thì họ phải study, họ phải học hỏi rất là kỹ để mà họ biết được làm như thế nào để mà có một cái bản tin vừa có được cái câu chuyện phía sau và vừa có được những cái con số chính xác để mà chúng ta cung cấp cho những người mà nghe và nhìn và lắng nghe được cái chúng ta. Thì chúng tôi cũng ghi nhận được một điều là khi mà chúng tôi tổ chức một cái chương trình gọi là VATV Youth in Media, có nghĩa là Vietnamese American Television Network, mà đặc trách về vấn đề huấn luyện các em vào mùa hè để cho các em có những cái kỹ năng về truyền thông, thì chúng tôi còn ghi nhận được thêm một điều nữa, tức là khi mà các em biết cách đặt câu hỏi, tức là biết cách đặt câu hỏi không khó. Chúng tôi đi vào White House, đi vào Quốc hội Hoa Kỳ, muốn có được một cái khả năng đặt một câu hỏi thì cũng phải có một cái sự nghiên cứu vững vàng lắm mới đặt được một câu hỏi. Do đó nên giúp các em biết được cách thế nào để đặt được một câu hỏi, điều đó là một cái điều mà sẽ giúp cho các em rất là nhiều trong tương lai. Vì các em sẽ trả lời những câu hỏi hay như vậy, và trong những cái phần mà trả lời đó thì các em lại học được thêm một cách nữa là làm thế nào cái presentation, có nghĩa là cái khả năng để mà trình bày cái phần trả lời của mình. Do đó nên qua đó chúng ta thấy được trong cái kỹ năng của người làm truyền thông thì chúng ta thấy được cái điều gì rất là lợi trong vấn đề giáo dục. Đặc biệt vấn đề giáo dục mà có tính cách quần chúng, có nghĩa là chúng ta sẽ có cơ hội để mà cung cấp những tài liệu, những bài vở hoặc là những cái vấn đề liên quan đến cái cuộc sống của chúng ta mà qua vấn đề giáo dục. Thì những người làm truyền thông không có giữ một cái vai trò giáo dục nhưng mà có quyền thông tin những cái vấn đề có liên quan tới để mà giúp chúng ta hiểu được cách bầu cử, hiểu được cách sử dụng lá phiếu, hiểu được sống như thế nào để mà chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta trong một cái đời sống tốt đẹp ở tại Hoa Kỳ, hiểu được những cái giá trị tuyệt đối của vấn đề thị trường chứng khoán, hiểu được những cái vấn đề chung quanh vấn đề chính trị. Do đó nên vô tình vấn đề truyền thông đã được đóng một cái vai trò then chốt như vậy trong vấn đề giáo dục. Nhưng mà khi chúng ta nói tới vấn đề xã hội thì xã hội là cái kết quả chung. Phải nhìn nhận rằng là cộng đồng của người Việt chúng ta mỗi ngày có một cái thăng hoa hơn, tiến bộ hơn trong vấn đề xã hội, và chúng ta đã đóng một cái vai trò then chốt để hội nhập vào dòng chính. Nhờ media nên chúng ta mới biết được nhiều, nhờ TV, nhờ truyền thông nên khi chúng ta hội nhập vào dòng chính, chúng ta sẽ làm phong phú cái xã hội của chúng ta, không có chỉ trong xã hội của người Việt với nhau, xã hội của người Việt ở tại Hoa Kỳ mà xã hội của người Hoa Kỳ chung với nhau và đối với cộng đồng thế giới. Do đó nên vấn đề truyền thông không nên bưng bít và nên mở rộng để cho mọi người cùng biết. Do đó nên chúng ta may mắn sống ở ngoại mới thấy được điều đó. Nhưng mà đặc biệt chúng tôi ghi nhận vấn đề chính trị rất quan trọng. Vấn đề chính trị ở đây là thí dụ như vừa rồi chúng ta thấy có một cái ông Bộ trưởng Bộ Thương mại có một cái accident đụng 2-3 lần mấy chiếc xe ở tại California. Thì chúng ta thấy rằng đề truyền thông sẽ thông tin bén nhạy ngay những vấn đề đó. Họ thông tin một cách cân nhắc và họ thông tin một cách mà chúng tôi nghĩ rằng rất là có giá trị. Đặc biệt chúng ta thấy được những cái hình ảnh thông tin đó và chúng ta cũng hiểu được rằng là hiện nay anh em chúng tôi cũng đang gặp một cái vấn đề là có một số người giống như là họ thông tin sai lạc về một cái hiện tượng mà gọi là 35 năm nhìn lại lịch sử để mà chúng ta thấy được ai là cái người đứng ra tổ chức. Không có ông đại sứ Việt Cộng nào mà tổ chức vấn đề 35 năm nhìn lại như vậy được hết á. Và do ông cụ đại sứ Bùi Diễm và một số người ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn đã đứng ra tổ chức. Và chị Minh Thí có thể tìm thấy những cái hình ảnh đó qua cái đài Á Châu Tự Do. Dạ, xin mời quý vị theo dõi một đoạn phim ngắn của chương trình 35 năm nhìn lại.
This is Radio Free Asia. Nhìn lại lịch sử sau 35 năm chiến tranh về vai trò chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là chủ đề cuộc hội thảo tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 4 năm 2010. Một trong những nhân vật đã từng chứng kiến những giờ phút quan trọng của lịch sử là cựu đại sứ Bùi Diễm phát biểu lời khai mạc. We want to refute their versions of the war and prove wrong the many distortions about almost everything. Hôm nay, chúng tôi muốn chứng minh đã có sự bóp méo lịch sử, xuyên tạc những gì đã xảy ra ở miền Nam Việt Nam trước đây và muốn phản bác những định kiến sai lầm về vai trò cũng như sức chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong thập niên 1960, trên báo chí Mỹ, chẳng hạn như tờ Newsweek đã có những tin tức, những bài báo với hàng tiết kẻ địch như hổ, còn chúng ta chỉ là những chú thỏ đế. Dưới mắt những nhà báo có lối nhìn thiên lệch này, những con hổ được dùng để chỉ quân Cộng sản, còn Hoa Kỳ và phía Việt Nam Cộng Hòa bị ám chỉ là những chú thỏ đế, một biểu tượng của sự hèn nhát. Sự thật thế nào? Ông Bùi Diễm cho biết. The reality is the rabbits fought like hell. In fact, the man who then fought in Hue, Anlok, trên thực tế, những con thỏ đó đã chiến đấu rất dũng mãnh. Trong số các diễn giả tham dự hội thảo này, có những người đã từng chiến đấu hồi Tết Mậu Thân ở Huế. Trong đợt phản công hồi mùa hè đỏ lửa năm 1972 để giải vây An Lộc và tái chiếm Quảng Trị. Những nhân chứng từng tận mắt chứng kiến những gì đã diễn ra sẽ chứng thực sự dũng cảm và kể về những chiến công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong muôn vàn khó khăn. Dựa vào những kinh nghiệm mà họ đã từng trải qua trong cuộc chiến sôi động lúc đó, các nhân vật này sẽ trình bày với chúng ta về sự thật đích thực. Trong khi báo giới Mỹ ca ngợi sự dũng cảm của quân nhân Hoa Kỳ ở Khe Sanh, thì những chiến công của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên chiến trường An Lộc, Quảng Trị hay trước đó là trong trận phản công hồi Tết Mậu Thân lại không được báo giới Mỹ nhắc đến. Tuy nhiên, có những sự thật không ai có thể chối bỏ. Năm 1968, Việt Cộng mở một cuộc tổng tấn công ở hầu hết các thành phố khắp miền Nam như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa, Ba Mê Thuột. Trong các trận đánh ấy, cuộc thảm sát ở Huế là sự kinh hoàng khó quên đối với dân chúng. Đại tá Trần Minh Công thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam cho biết, có khoảng 5.200 người vô tội, hầu hết là thường dân, trong đó có cả những nhà truyền giáo và giáo sư ngoại quốc được Viện Đại học Huế thỉnh giảng đã bị Việt Cộng giết hoặc chôn sống. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, người từng đảm trách chức vụ giám đốc phòng thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Washington trong thời gian này, nhận định, một trong những lý do khiến cuộc tấn công của Việt Cộng vào Huế trở thành đẫm máu và kinh hoàng nhất là vì Huế was also unique because if the attack, if the Saigon attacks were a combined operation involving PLA, nếu như cuộc tấn công hồi Mậu Thân vào Sài Gòn là sự kết hợp của lực lượng quân giải phóng ở miền Nam dưới sự chỉ huy của các ông Trần Văn Trà, Võ Văn Kiệt và Trần Bạch Đằng, cộng với các đơn vị chính quy miền Bắc do Lê Đức Anh và Mai Chí Thọ lãnh đạo, thì lực lượng tấn công Huế chỉ có quân chính quy Bắc Việt, và kết quả của mặt trận Huế mang lại uy danh cho lực lượng này theo như họ muốn. Đây chính là điểm quan trọng nhất để quy trách nhiệm đối với những kẻ đã gây nên các cuộc thảm sát ở Huế năm 1968. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân còn cho thấy Bắc Việt đã có sự thay đổi về chiến lược, từ chiến tranh du kích sang chiến tranh chính quy. Cựu đại tá cảnh sát Trần Minh Công cho biết. Trong cuộc tổng tiến công vào nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, quân Cộng sản đã bất ngờ tấn công Việt Nam, nhưng đã bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng cảnh sát kết hợp phản công tức thời. Vì thế, âm mưu của Bắc Việt đã thất bại nhanh chóng, kết quả là tổn thất về phía lực lượng Cộng sản ở miền Nam rất cao, và sau thất bại này, hầu hết các cơ sở nội thành và các chi bộ Cộng sản được xây dựng từ lâu đã bị lực lượng cảnh sát phá vỡ. 2 năm sau cuộc tấn công hồi Tết Mậu Thân, Việt Cộng không thể tập hợp lực lượng để mở một trận đánh lớn nào vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa cho đến mùa hè 1972. Chúng tôi xin được cảm ơn chị Minh Thúy đã cho phát hình lại cái khúc phim mà một cái phóng sự của Đài Á Châu Tự Do thực hiện sau khi mà chúng ta tổ chức thành công những cái ngày mà chúng ta gọi là
ghi lại những cái lời nói của những cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ghi lại những cái lời nói hoặc là những cái bài diễn thuyết của các cựu quân nhân của quân lực Hoa Kỳ và những học giả, những diễn giả đến với lại cái chương trình nó gọi là trả lại sự thật cho lịch sử sau 35 năm nhìn lại. Thì chúng tôi cũng xin được thưa rằng đó là một nhà báo tên là Nguyễn Đặc Thịnh đã viết một bài về chúng tôi, là nói rằng cái tổ chức, buổi tổ chức này là do Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam tổ chức và chúng ta đã hợp tác với ông Lê Công Phụng. Thì cũng xin thưa với lại quý vị là chúng tôi đã tìm cách để liên lạc với lại tờ báo ở tại Houston, Texas, tờ Thời báo, và đã để lại một cái số phone và cái email của chúng tôi để mà hy vọng rằng chúng tôi sẽ được nói chuyện với lại nhà báo Nguyễn Đặc Thịnh để mà thấu qua đó sẽ có những sự thông cảm và tìm hiểu về những dữ kiện mà ông đã viết và có ảnh hưởng tới cá nhân của chúng tôi. Do đó nên người làm truyền thông chúng tôi cũng xin thưa rằng mỗi khi mà chúng tôi đưa đến quý vị một cái bản tin mà chúng tôi không hiểu được nó hoặc là chúng tôi không kiểm soát được cái ruột của nó, cái nguồn của nó đâu, thì chúng tôi sẽ không đưa. Ngày hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh để mà trả lời với lại ông Nguyễn Đặc Thịnh, tại vì ông đã viết trên email gửi cùng khắp ở trên nước Mỹ này, là có dịp để mà liên lạc để tiếp xúc với ông. Thì tôi cũng xin thông báo lại tất cả quý vị một cái tin vui là chúng tôi đã tìm cách để mà liên lạc được với nhà báo Nguyễn Đặc Thịnh. Và chúng tôi xin được cảm ơn quý vị là những cái tin tức mà trả lại sự thật sẽ là sự thật, và chúng tôi sẵn sàng để mà nói chuyện với lại một số những nhà truyền thông đã thông tin không chính xác về những cái dự kiện hoặc là những cái gì đã xảy ra của 2 năm về trước. Kính thưa quý vị, vừa rồi là buổi nói chuyện của Minh Thúy và anh Võ Thành Nhân về vấn đề truyền thông tại hải ngoại. Minh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.